Thưa quý vị khán giả, hiện nay cư dân mạng đang vô cùng bức xúc khi xem một đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội ghi lại tình huống một tài xế ô tô lái xe sai luật còn tỏ thái độ hống hách và ngang ngược. Theo đó, người tài xế lái xe ô tô đi ngược chiều, tuy chưa gây ra tai nạn nhưng gây sự, rút hung khí, dọa đánh người khác trên đường. Số đông người dân đã lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này. Tài xế ô tô đi ngược chiều đường bị xe tải đi đúng chiều chặn lại. Thay vì sửa sai hoặc nhận lỗi, người đàn ông này đã mở cửa xe xuống chửi bới tài xế xe tải. Chưa dừng lại ở đó, người này còn hùng hổ trở về xe, lấy hung khí, trở lại xe tải đe dọa tài xế. Để tránh xung đột không mong muốn, tài xế xe tải đã chuyển làn rồi rời đi. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bất bình và có ý kiến rằng cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi của tài xế ô tô con.